Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Thách thức 21 ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái set thực phẩm mà chúng ta có thể mang đi. Bởi vì là chúng ta khá là bận rộn và làm thế nào để chúng ta có thể mang ra và sử dụng ngay tất cả những cái loại thực phẩm tươi. Chúng ta sẽ cần thời gian chế biến một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái combo gồm 3 chiếc hộp xinh xắn như thế này. Và một chiếc hộp nhỏ để đựng xốp. Hôm nay combo của chúng ta sẽ chủ yếu gồm các loại hạt và một số loại trái cây có vị ngọt. Tại vì những cái loại hạt của chúng ta hôm nay nó sẽ có vị nhạt. Như vậy thì cái bữa ăn của chúng ta nó sẽ có cái vị cân bằng và hòa trộn được với nhau tốt hơn. Chúng ta bắt đầu nhé. Món đầu tiên khi mà mang đi trong ngày thì chúng ta sẽ cần một chai nước màu xanh như thế này. Nếu như bạn tìm lại clip Anna đã từng quay trong một vài tuần trước đây thì mình đã có cái công thức để có thể làm được cái nước mix rau củ quả màu xanh như thế này, gồm có cải xoăn, cải bó xôi, mạ lúa mì, cần tây, táo, dưa leo. Bạn có thể cho thêm một vài loại nữa nếu mà bạn thích. Tất cả đừng có quá nhiều, mình có thể cho tối đa là khoảng 5 đến 6 cái loại thành phần khác nhau vào đây là mình có thể đóng chai được một chai xinh xắn như thế này. Nếu bạn có chai thủy tinh thì càng tốt nhé. Món thứ hai mà chúng ta sẽ mang theo hôm nay đó chính là món súp yến mạch. Món súp yến mạch của chúng ta làm chúng ta sẽ cần có thành phần gồm có yến mạch này. Yến mạch thì các bạn sẽ dùng cái loại yến mạch thô nhá. Yến mạch này chúng ta sẽ ngâm vào trong nước từ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng thì nó đã có thể sử dụng được rồi. Và bạn sử dụng yến mạch này cộng với cả loại sữa mà chúng ta ăn cùng với yến mạch sẽ là sữa hạnh nhân. Sữa hạnh nhân chúng ta sẽ làm từ hạnh nhân ngâm được 8 tiếng và chúng ta sẽ dùng máy ép để làm sữa hạnh nhân tươi rất là nhanh để chúng ta sẽ cho vào. Và vị ngọt mà chúng ta dùng cho món súp yến mạch này sẽ là mật ong nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong sữa hạnh nhân rất là nhanh đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất vào hộp món ăn đầu tiên nhé. Chúng ta đã làm xong món súp yến mạch rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại nhá để chúng ta mang theo. Và chúng ta sẽ chuyển sang đến một món tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng hạt chia. Và hạt chia thì ăn với gì được nếu như mà nó nhạt như vậy. Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây nhá. Đối với món hạt chia thì chúng ta sẽ sử dụng hạt chia và hạt chia này là chúng ta sẽ ngâm. Hạt chia bạn chỉ cần ngâm 30 phút đến 1 tiếng là nó đã đặc như thế này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chế biến món ăn này cùng với một ít chuối. Và chúng ta đã xong món thứ hai, đó là món bạn có thể gọi là món súp hạt chia và chuối. Rất là nhanh đúng không ạ? Buổi sáng khi mà chúng ta ngủ dậy, trước khi đi đánh răng thì chúng ta sẽ ngâm yến mạch và ngâm hạt chia. Và sau khi đánh răng xong, chúng ta quay vào chúng ta có thể chuẩn bị thêm một bữa như thế này để có thể đủ lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và rất nhiều axit béo thiết yếu ở trong món hạt chia này nhé. Rồi, món thứ ba mà hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị đó là một đĩa gồm một hộp gồm các cái loại trái cây. Bởi vì hai cái món này của chúng ta nó sẽ hơi nhạt một chút nên hôm nay chúng ta sẽ ăn bằng những cái loại trái cây mà có vị ngọt một chút nhá. Anna sẽ chọn lê này,
táo này và nho để mang theo cho cái hộp trái cây của chúng ta ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong bữa thứ ba là một hộp trái cây rau củ quả. Và bạn thấy đấy, một bữa ăn như thế này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị trong vòng tối đa là khoảng 10 phút thôi. Nó cũng bằng cái thời gian khi mà chúng ta tìm kiếm một cái cửa hàng nào đó để có thể vào và chờ đợi món để ăn, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại toàn cảnh cái bữa ăn mà chúng ta đã chuẩn bị để mang theo cho ngày hôm nay nhé. Và đây, thực đơn ngày hôm nay chúng ta đã chuẩn bị xong chỉ trong vòng khoảng 10 phút, gồm có 3 hộp đồ ăn và một chai nước màu xanh rất là giàu dinh dưỡng, giàu diệp lục và sẽ mang lại cho bạn một ngày làm việc đầy hứng khởi. Nếu bạn thích những công thức này thì xin hãy cho chúng tôi một like, hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi và tham gia vào thách thức 21 ngày để chúng ta liên tục gặp nhau trong liên tục 21 ngày với các công thức khác nhau, với các mẹo để giúp bạn có thể bổ sung một bữa đồ tươi thay thế cho một bữa ăn chế biến trong ngày nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Yeah.